Pha bóng bạo lực khiến tiền đạo U23 Indonesia bị đuổi thẳng. Nếu như tấm thẻ đỏ dành cho Eva Jenner là quyết định có phần nặng tay của trọng tài chính thì việc ông truất quyền thi đấu đối với Sananta của U23 Indonesia. Sau pha bóng bạo lực đáng được biểu dương, U23 Indonesia chơi không tệ trước U23 Qatar. Thống kê chỉ ra rằng họ có tổng cộng 10 pha dứt điểm về cầu môn đội chủ nhà. Ngoài ra, U23 Indonesia cũng đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 57%. Nhưng có một thống kê mà U23 Indonesia vượt trội theo đúng nghĩa tiêu cực. Đó là thẻ đỏ. Chỉ trong một trận đấu, đoàn quân của ông Shin Tae Yong chịu tới 2 thẻ đỏ, cùng 2 thẻ vàng dành cho Riho và 9 huấn luyện viên trưởng. 2 thẻ đỏ mà U23 Indonesia gánh chịu thuộc về Eva Jenner và Sananta. Cụ thể, sau tấm thẻ vàng phải chịu ở phút 14, Jenner bị rút thêm một thẻ phạt nữa ngay đầu hiệp 2. Trong nỗ lực ham bóng, Jenner lao về phía cầu thủ U23 Qatar. Anh dù có động tác thu chân nhằm tránh va chạm mạnh với đối thủ, nhưng đinh giày của Jenner vẫn chạm vào đầu gối khiến cầu thủ U23 Qatar bị đau. Eva Jenner chịu thẻ đỏ gián tiếp không may mắn. Dù nỗ lực phân bua nhưng sau cùng, Jenner vẫn bị đuổi khỏi sân. Cầu thủ này sau đó có chia sẻ một bức ảnh màu đen cùng biểu tượng chú hề, kèm theo lá cờ Qatar trên mạng xã hội. Sau đó, Jenner đã xóa bức hình đó. Eva Jenner đăng tải bức hình cho thấy sự bức xúc khi bị đuổi. Trường hợp của Jenner có thể xem là không may mắn. Nhưng tình huống tiếp theo mà Sananta bị thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2 xứng đáng phải chịu thẻ đỏ. Cầu thủ này đã dẫm thẳng vào cổ chân của Mohammed Ayak. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng với tiền đạo Indonesia. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, ông vua áo đen mang tên Khabirov đã rút thẻ đỏ trực tiếp, đồng nghĩa với án treo giò 2 trận cho Sananta. Sananta dẫm thẳng vào cổ chân cầu thủ U23 Qatar. Thua 0-2 trước U23 Qatar, U23 Indonesia còn mất luôn 2 cầu thủ vì thẻ đỏ cho những trận kế tiếp. Cánh cửa vào tứ kết đã hẹp ngay ở trận khởi đầu với U23 Indonesia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.